Với mục tiêu cuối cùng là chiếc cúp mặt nạ vàng dành cho ai có khả năng ẩn mình điêu luyện nhất. Cục diện The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ bắt đầu thay đổi mạnh mẽ, hấp dẫn và bùng nổ hơn khi càng bước sâu vào vòng trong. Mới đây nhất, tập 4 của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ nàng Mi Quý Tộc lại tiếp tục là một ẩn chưa có đáp án. Trong clip hé lộ manh mối tiếp theo về Miu Quý Tộc, hai cái tên Công Phượng và Phan Mạnh Quỳnh khiến hội đồng cố vấn phải tranh luận kịch liệt. Hỏi về điểm chung của hai nhân vật này, Trấn Thành khiến tóc tiền rợt mút khi nói ra điều mà ai cũng biết đó là cả hai đều là đàn ông. Không cho cơ hội để các cố vấn củng cố manh mối, nàng Miu lập tức bẻ lái sang hàng loạt câu chuyện khiến cái dàn cố vấn thèm rối lão. Thậm chí làm Trấn Thành hoang mang phải thốt lên, con mèo hay là Harry Won vậy trời. Vẫn giữ nét kiêu sa và thần thái sang chảnh, Miu Quý Tộc tiếp tục gây tò mò cực mạnh cho dàn cố vấn lẫn khán giả xem truyền hình. Ca khúc tan đầy sâu lắng được hát như một lời tự sự của Miu Quý Tộc, càng chạm đến cảm xúc và chiếm trọn trái tim của người nghe. Trấn Thành không thể không dành lời khen đến Miu Quý Tộc. Anh nói, em ơi, em là ai anh không biết, nhưng em hát rất là văn minh và mang tính quốc tế. Nam cố vấn cũng tự trách thời gian qua mình đã làm gì khi không nghe được tiếng hát của Miu Quý Tộc, để đến khi tham gia chương trình thì mới biết đến giọng hát tuyệt vời này. Trước màn trình diễn của Miu Quý Tộc đã khiến nữ cố vấn tóc tiên rơi vào mơ hồ và thừa nhận bản thân lung lay trước phán đoán đầu tiên của mình. Quá đỗi yêu thích giọng hát của Miu Quý Tộc, Ngọc Sơn cho rằng đây là một giọng ca hủy diệt vì giống như muốn đốt cháy hết mọi người có mặt tại phim trường. Qua hai vòng thi, nàng Miu Quý Tộc vẫn giữ được cho mình sự an toàn khi giành về lượt bình chọn là 16,5%, đứng ở vị trí thứ 3 sau Lady May và Kim Sang Ngư. Hãy cùng chờ xem màn biến hóa tài tình của Miu Quý Tộc ở các vòng tiếp theo nhé!